gần của mình đây. Cầu sông nên dài mấy cây khoảng 2m1 thôi, tầm 2m1 là đánh ổn định nhất. Dài quá nó cũng vướng mà, đúng không vướng. Đây có thêm một cây nhỏ nữa, con u lờ. Đây để mình lấy ra cho bạn coi. Đây gần không thể thiếu trong mỗi buổi đi câu, cái con u lờ nhỏ này. Mình khoái câu cảm giác nên mình cứ thích câu u lờ vậy á. Đây em mình đây cũng đang chuẩn bị ra cần. Còn em mình dính cá đầu tiên này các bạn. Chạy xuống đi, chạy xuống, leo xuống luôn đi. Ôi con này nhỏ, con này cổ tay à. Lên đi Hưng. Con này mà cái gần nhí của anh là nó bay luôn á. Cá đầu tiên nè các bạn. Đi chưa? Đi chưa? Cầm lên. Tuyệt vời. Con này tầm ký à? Nửa ký hơn. Thật tuyệt vời. Tuyệt vời không? Mới vô cái lụm rồi. Không, câu cá thủ thiêm nó dễ vậy các bạn. Câu cá chính à, nhưng mà cá này ăn thì hên xui. Mình thì thường mình câu xong rồi mình thả. Cũng bự chứ. Không. Cái chê này một á là cái chê tự nhiên. Thứ hai là cái chê người ta phóng sinh á. Nó to vậy nè. Thường cá chê phóng sinh thì nó màu đen đen á, cá chê hoa á. Còn mấy con chê trắng này chắc tự nhiên nè. Cần của mình nè, cần nhỏ xíu của mình nè. Cần này mà ăn là bay luôn á. Thôi mình chờ cá cắn câu tiếp nha. Dê các bạn. Móc mồi vô. Này tiếp tục đánh nha, cần nhỏ. Cần thấy cưng thiệt chứ Hưng. Rồi. Rồi chờ cá ăn nha các bạn. Đánh xong mình xe dây cho nó hơi căng xíu. Rồi ok, giờ mình ngồi chờ cá ăn thôi. Anh em mình đánh 4 cần. Hai cần bên kia của anh em mình, hai cần này của mình nè. Lấy nước bỏ cá vô Hưng. Đây con cá đâu rồi? Đây. Nhân vật chính của chúng ta đây. Đó thấy không? Cá chê. Con này chắc tầm 7 lạng à. Cảnh đẹp không các bạn? Mai mốt xây rồi là không còn cảnh gì đâu. Hy vọng đẹp hơn. À, ở đây mình có thể thấy Vitaco. Times Square. Ngồi câu cá ngắm thuyền bè qua lại. Khá là thú vị nha. Mình dính cá nè các bạn. Con cá chút ép mà còn khuyến mãi thêm cái bịch ni lông nữa nè. Rồi tuyệt vời nha. Mình gỡ nè. Mình nhỏ thả đi. Tầm cổ tay, cổ tay. Mình giữ. Cuối buổi mình cũng thả à. Hả? À? Lớn quá thì đưa về cho chứ. Anh ít ăn mấy cá này lắm. Rồi tiếp tục vô mồi để đánh tiếp nha các bạn. Cá này thích chui ra ngoài, nó cứ nhảy ra ngoài hoài các bạn. Đó thấy không? Đó, nó lại nhảy ra ngoài. Nay mình quen đem cái vỏ. Sáng ra cái hứng cái đi vậy. Quên đem đồ hết. Nè cần đỏ anh em mình ăn nè. Cái đọt cần rung 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 á. Cái cá nhỏ rỉa nữa. Nè nè nè.
ăn nó thấy không bà? Cá nhỏ rồi. Ê gì? Cân Minh. Ôi dính cá nha các bạn. Cá bự nè. Bự nè Hưng. Dính rồi nha. Cuối cùng mình cũng dính cá. Lên con. Chơi chơi chơi. Ôi nó sảy rồi. Đâu rồi? Ôi còn dướng mới ghê chứ. Nè cầm 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 đi anh bắt. Rồi ra luôn rồi. Bự ghê luôn. To ghê hả? Ừ 2kg đó. Uổng quá. Thấy nha các bạn. Dướng cành cây mới buồn chứ. Bạn thấy con cá nổi lên không? Bự ghê bự luôn. Không sao mình bắt con khác. Rồi tao bực mày nha. Tao bẻ mày luôn. Rồi lòng lại nha các bạn. Thôi lòng lại nha các bạn. Mình làm lộn mình làm lại. Rồi cái đó tại anh bận chạy qua quay clip cho các bạn coi nè. Chứ không bình thường là anh kéo thẳng vô. Anh phải luồn qua cái này anh vô nè. Cái cần này. Không, mình muốn quay clip đẹp cho các bạn á, mình luồn qua đây, mình bước ra đó mình gỡ cái nó vô cái cành cây. Rồi không sao. Mình làm con khác nha. Ok. Con nó bự ghê á. Mà cá tầm đó ở đây nhiều lắm các bạn. Tùy hôm mà có hôm nó ăn quá trời ăn. Còn em mình ăn nè các bạn. Đó, nó kéo dây á Hưng. Dây em trùng trùng. Cái nhỏ đúng không? Nhỏ nó rỉa tưng 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 tưng. Chèo anh nhỏ quá, anh chèo chèo chậm ghê. Cá dưới gầm cầu kia nhiều lắm các bạn. Nó quận ghê. Nãy giờ thấy nó quận quá trời. Bự bự không á. Cho em ăn nè. Đó nhịp nhịp nhịp. Dính không? Chạy rồi. Nhí sợi mất tiêu. Cá nhỏ nó ăn các bạn. Cần cần mình ăn nè các bạn. Cá nhỏ nó phá nữa. Rồi sao lại im lặng rồi. Con gì đâu hơi nhỏ trong nắng chiều bay bay ngập ngừng ta hỏi nhỏ nhỏ bơ nhỏ chưa yêu thì cái gì động vật cần hơn cần mình cần mình dính không chắc không à. Ơi cần mình dính cá di động nha các bạn. Mấy con cá nhỏ này nó phá mồi lẹ lắm bởi mấy con cá lớn ăn không kịp. Thấy không? Ăn mà cái bụng u nu luôn rồi các bạn, thấy không? Gì? Tuổi này phá lắm. Thả nha. Chưa. Ôi cần mình giấy trùng vô nữa các bạn.
ăn dây chùm luôn, không biết, không để ý. À còn dính, còn dính cá nha các bạn. Cũng được, con này chắc 2 lạng. Lên luôn. Di động nữa. Thôi nó nuốt luôn nè các bạn. À đây, để mình hướng dẫn các bạn cách lấy cái mồi lúc nó nuốt nha. Tại vì nhiều người không biết á, lúc nó nuốt vậy nè, làm nó chết, uổng tội nghiệp nó. Mình làm cho, mình chỉ cho các bạn. Rồi ta. Đầu tiên các bạn sẽ đi kiếm một cái cây hoặc là một cái đũa. Rồi, để mình tìm coi. Đây, cây này đi. Đây, ví dụ như cái cây này đi. Đây, các bạn sẽ chẻ một đầu giống vậy nè, thấy không? Thấy cái đường rãnh không? Đường rãnh không? Đó, bỏ cái dây này vô. Đó, mình quấn. Cho vô miệng nó, mình quấn. Nó cái lưỡi nó sẽ đi theo cái đầu dây nó ra. Nè các bạn. Lúc mình quấn như vậy nó sẽ theo cái chiều nè, thấy không? Đó. Lưỡi nó sẽ dính vô cái cây, mà con cá nó vẫn bình thường nè, không vẫn sạch sẽ an toàn, thả nó nha các bạn, con này nhỏ đó. Bởi vì bạn không biết gỡ cứ lấy nó giật ra hoặc là cắt cái lưỡi để ở miệng nó, rồi trước sau nó cũng chết à, uổng mất đi. Rồi móc mồi mình câu tiếp nha. Hưng coi pha đánh cần thần thánh của anh nè. Bò đi. Ưng bò bò à, thấy không? Ngay mũi tàu luôn, thấy không? Trần dây á. Quá dữ. Trần dây hồi anh kéo cần em lên luôn, cái gì đâu mà. Cá ăn về thì chết tôi rồi. Đây, các bạn đi câu về đây các bạn nhớ đem cái áo mưa hoặc là đem cái dù nha. Nè, mình máng cái áo mưa từ xe này qua xe kia vậy nè. Đó, anh em sẽ ngồi dưới. Nhưng mà mình lầy quen rồi, mình không cần đâu. Cho những bạn thích đẹp thôi, còn mình bớt đẹp. Các bạn, em mình bị dính chì nè. Ê, cần em ăn nè. Cần Hưng ăn. Ơi, trời ơi. Rồi còn trái tay của anh nữa chứ. Thằng. Yếu sinh lý nhật kỳ. Dính cá nha các bạn. Ôi, con cá nhỏ xíu nữa. Trời ơi. Nó bị phá tao hoài vậy. À, nó phá mình nữa nè các bạn. Cái nhỏ xíu, nhỏ hơn cục chì. Để mình gỡ nó nha. Đây. Nhỏ quá. Đây các bạn, mồi câu của mình nè. À, biết con này con gì không? Con trung hổ. Đèn dế nè. Đó, hôm nay câu 2 mồi nha thôi. Ngoài đây câu dế nhạy lắm nha các bạn. Thảy xuống ăn liền à. Thấy không? Dế nè. Còn trung hổ thì cái khi mà nó chậm ăn á, các bạn lấy các bạn ngâm cá lớn. Thì nào mà cá chậm ăn á, nước nó đứng hoặc là nước nó rút tới đáy á, đó là ngâm mấy con này kiếm cá lớn nè. Cá 2, 3, 4, 5 kg có. Còn bây giờ cá đang ăn thì mình câu mồi dế. Dế nè.
để mua chừng 15-20 ngàn là câu nguyên ngày hai người 4 cân. Nè, cầm dính này. Cá nhỏ hay sao em? Nhỏ hả? Không nhỏ đâu, đi qua bên này đi. Qua bên đó là dính cây rồi bây giờ. Ôi, nhỏ chiếu à. Ôi xì. Má. Để một cái tượng. Không, không được. Để một cái tượng bự. Thôi. Mẹ nãy giờ. Thấy con anh. Của em đụng gì? Đâu đụng đâu. Lên. Cá nha các bạn. Đây. Đây. Cá nè các bạn. Rồi cất gỡ nó đi em. Anh cứ tưởng nó bự. Cần anh cũng mới ăn hụt. Đấy, đấy, cầm. Anh Tâm dùng lưỡi nhỏ quá, cá dễ sợ. Đây, cá vừa lên đây các bạn. Cá tê đùng. Quỷ cá này. Bỏ vỏ đi. Rồi thả ôi, đem về đem về. Rồi. Kìa. Nó lại thích nhảy ra ngoài. Bạn cứ thích nhảy ra ngoài làm gì nhỉ? Chà bá. Thôi, chụp lại đi. Anh nãy anh xảy cái con kia anh mới bực kìa. Buồn ghê luôn á. Trùng dây. Dính rồi Hưng ơi. Cá nhí mà nó ăn thấy ghê. Cuối cùng cần nhỏ mình. Ấy, xảy rồi. Cần này nó dẻo quá, nó xảy hoài Hưng. Làm lại nữa đi. Cần nhỏ vẫn chưa ghi bàn được các bạn. Gán cho nó bằng đàn anh chứ. Đây, coi cục mồi của mình nè các bạn. Cục này bắt tới con gì luôn đó. Nè. Nguyên một con trùng luôn nè. Thấy không? Cần em ăn hả? Ăn hay sao? Không phải đâu, gió đó. Dính rác hay ăn? Coi. Thấy nó gị xuống rồi buông. Hả? Anh đánh ra đâu luôn à? Anh đi, anh sạc cái mũi tao bên này. Được chưa? Sạc đi, bỏ sạc trong nữa. Thôi vậy được rồi, nó trôi là vừa. Chắc dưới đó còn im nắng, không nắng nó vừa dưới. Đúng không? Này cho em đặt con ngay mũi nữa. Cá chầm ăn nữa các bạn ơi. Mời các bạn ăn xoài nha. Trời ơi, này giờ quất cái sao Hưng. Chua quá ha. Em. Chết. Muối nè. Mời các bạn nha. Chết luôn á. Cá không ăn thì mình ăn. Cá mà đây các bạn. Đi câu mà giống như đi cứu đói vậy. Quá trời đồ. Nay không có cơm các bạn ơi. Quýt nữa. Toàn cam quýt với xoài không. Mời các bạn nha. Chấm miếng muối nè. Thiếu rồi. Cái nữa. Nè các bạn, ăn miếng đi. Mời các bạn nha. Muối tiêu. Chết luôn á. Được.
đang câu gặp mấy anh kích thủ nè các bạn. Nhưng không sao, mình vẫn vui. Ăn hả? Cần anh ăn hả? Đây các bạn, cá chưa bổ bú nè. Dễ gì câu đựng cá gì. Cái ghê không? Bơi đi con. Hẹn năm sau gặp lại mày. Năm sau gặp lại chắc nó cũng đường ký rồi. Mồi nè các bạn. Nãy lên cá lỗ cục mồi luôn rồi. Con cá nhỏ hơn cục mồi nữa. Đó. Đánh đẹp vậy mà không ăn là kỳ lắm nha. À, cần nhỏ cuối cùng cũng dính cá nha các bạn. Cần mini. Móc đâu chảy máu luôn rồi. Nè các bạn. Tuyệt vời nha. Một con nữa. Tuyệt vời. Em xả cứ cái gãy cái đọt. Cần nhỏ đã ghi bàn. Không kém mấy thằng anh được ha. Ừ em mở cái đó máy à. Thưa các bạn, chơi trắng nữa nè, không phải chơi like. Tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Rồi gỡ đi Hương. Rồi nước rút rồi nha các bạn. Nước rút anh em mình giờ xuống đây nha. Rồi xuống ngồi dưới cái gầm cầu, gầm tàu cho mát. Đó. Đó, cần mình ăn nè. Ý, cần anh ăn nữa. Sấy rồi, sấy rồi. Sau cuối anh xin em. Đây anh em mình nói câu lời cục chì nữa các bạn. Ôi còn cái dế luôn kìa. Câu dướng cái thẻo của người ta nè. Được cục chì. Đó, đi câu có lời rồi thấy không. Cục chì cũng 5-7 ngàn chứ ít gì đâu. Đây anh mình nè. Đây các bạn. Thẻo này chắc lâu rồi Hưng ơi. Không xài được nữa đâu. Dục đi. Lấy cục chì. Cần nhỏ dính nè các bạn. Rồi chết rồi, cá nhỏ rồi. Lỗ cục mồi nữa. Thả nó nha. Đi con. Dính cá bự các bạn ơi. Cá bự nha. Con này bự lắm luôn á. Đây à. Thấy không? Ủa ghê không? Cường ơi! Nè các bạn. Ngoài cá bự ghê không các bạn? Rình nãy giờ. Em không? Em nói qua đây em kiếm cơm mà. Đứa, con này chơi trắng nè, không phải chơi lai đâu. Trắng. Quá tuyệt vời. Đứt lưỡi luôn nè. Hai cái ngạnh của nó giơ ra đây coi thế này. Đứt lưỡi luôn. Còn hai cái ngạnh của nó này rơi lên cá này anh coi nè. Xuấn. Vậy. Ồ con này 6 lạng mấy lạng ha. Ký luôn á. Không ký một tay là ký luôn. Rồi cho các bạn thấy con cá. Tuyệt vời. Ok em.
Em các bạn. Đang đứng chơi mà cái cần chạy mất tiêu. Ừ, hơn em quẹo lên đây em giật nhanh. Ở đây 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 là nó rớt xuống đây. Tuyệt nha các bạn. Đến nói mà hơn các con này đi. Tại lượng em từ sướng. Ừ, để anh chụp cho. Cầm đi, cầm gần luôn. Cầm kỹ à. Úi. Ôm chắc vô rồi, ôm chắc vô. Để em rửa tay đó anh chụp hình cho. Ổn nha các bạn. Đây con cá của mình đây. Tuyệt vời. Nè cầm cái cần nè. Lên hàng, lên hàng. Bự nha các bạn. Thu thêm nha. Quá. Con này bằng nửa con hồi sáng hơn. Nè các bạn. À, tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thế anh qua đây anh làm ăn ngon không? Ủa anh có để ý cần nó kìa, mà kéo đấy. Ừ, cần nó mà kéo là mất rồi. Hên nó ăn cần này. Cảm giác gió mót luôn các bạn. Cuối cùng cũng săn được thủy quái trong ngày hôm nay. Rồi xỏ nó qua để cột nó nha các bạn. Quên đem vỏ mất tiêu. Rồi hợp lý. Bỏ lên kia đi. Lên đi. Lên để chúng bạn. Đây anh. Ừ, cho nó lên với chúng bạn nó đi. Con này ký rưỡi à, hồi sáng sảy con bự á. Mới có 3 con à. Này nè các bạn. Đứng đứng. Cho vô suối nước nóng. Thiết kế hết rồi. Đâu mắc lên ta. Có chỗ này rộng nó đỡ nó chết các bạn. Không. Anh bẻ cho em một cái cây đi. Sáng được 4-5 con mà ra hết rồi. Còn có 3 con à. Nó chạy theo nước này ra nè. Cây làm gì? Cột quá hả? Nè. Từ từ. Chờ anh chút xíu.